anh em, hôm nay mình sẽ dẫn anh em đi trải nghiệm chiếc xe VF3 đầu tiên tại Thái Nguyên anh em nhé. Chiếc xe này đã có mặt tại Akala Thái Nguyên này. Hôm nay mình sẽ dẫn anh em đi trải nghiệm chiếc xe này. Ok. Này phải phải đeo dây an toàn thì nó mới cho đi đúng không? Nói chung tính năng cũng rất là an toàn đấy. Con này phanh tay tự động luôn nhá, và số cái là phanh tay tự động này, số thì cần số dòng Mercedes luôn, đúng xe điện đúng khác. Mình nghĩ nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà nghĩ nó không khỏe, nhưng mà khi mà đi lại đạp ra mới biết. Anh em thấy tốc độ không? Vút đây, kinh khủng không? Đây. Lái rất là nhẹ. Đấy. Chiếc xe này là chiếc xe lăn bánh đầu tiên tại Thái Nguyên luôn nhé. Hiện tại thì chưa có chiếc xe nào lăn bánh ngoài đường tại Thái Nguyên đâu, chỉ có mỗi chiếc xe này thôi. Chắc là mấy hôm nữa mới có 1-2 chiếc. Lúc đầu nhìn trên ảnh đấy lại thấy anh em review thì mình nghĩ là con này nó nhỏ, có lẽ là hơi chật, nhưng mà như mình đây là mình cao 1m75 hơn 70 cân rồi vẫn còn gan tay rất là thoải mái. Mới lại là cái tầm nhìn này khi mà lái nó như chiếc xe gầm cao luôn đấy, nhìn rất là thoáng, nó không kiểu ngồi. Anh thấy nhiều con xe nó ngồi thọc lỏng ở dưới đúng không, nhìn người có phải ngước lên. Đây anh ngồi hàng ghế này thấy không, nhưng mà này ngồi rất là thoải mái. Hàng ghế bên phụ đây anh ngồi còn hết chân kịch, hết chân luôn. Ngồi con này rất là thoải mái, ghế thì làm khá là êm. Cái này thì chỉ cần bọc lại da thôi là hết ý luôn. Nói chung là con này anh em mua về thì nên bỏ ra một chút để anh em độ. Và con này sinh ra thì nó cũng để độ mà. Rất nhiều thứ anh em độ. Con này độ xong rất là đẹp. Nói chung là đi mình nghĩ là độ vận hành nó cân mini này nó sẽ gọi là ở mức trung bình, nhưng mà thật sự khi mà lái chiếc xe này ấy, mà đạp phát nào lên phát đấy mình rất là bất ngờ. Đạp phát lên luôn. Xe điện nó khác. Đạp này. Anh em nhìn tốc độ này, đạp này. Đấy. Thậm chí mấy con van đạp chưa chắc lên được như này luôn. Nói chung là về cái vận hành và trải nghiệm và lái thấy khá là hay. Thực ra con này thấy giá quá hợp lý. Yeah. Con này đi trong nội đô, kể cả đi ăn đi uống đi, nói chung là đỗ xe ở đâu cũng tiện. Con này ví dụ vỉa hè góc góc anh cũng đỗ lên được, đúng không? Đúng rồi. Bởi vì là con này nó gầm nó cao, ví dụ như còn một số con Morning nó cũng nhỏ, nhưng mà đỗ lên nhiều cái vỉa hè ví dụ như này. Anh thấy đỗ lên vỉa hè những con như thế lên rất là khó khăn. Thực ra con này nhá, anh xem trên ảnh anh nghĩ nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà hôm nay được tiếp cận đứng gần ấy, nó cao phết ấy, mà thực ra ngồi ở trên xe này rất là thoáng nhỉ. Không, bây giờ nhìn như mấy con kia làm sao mà cao bằng được. Đúng không? Kia mấy con xe đạp cho biết các thứ kia cao bằng được. Đấy. Ngồi nó không bị dạng kiểu thọc lỏng lắm. Nhiều con ngồi anh cứ phải ngước lên, nhưng con này ngồi rất là thoải mái. Đấy. Con này bây giờ mới là hot boy, đi ra ngoài đường rất nhiều người ngắm nhìn đấy. Nói gì về con gương này không? Và con gương này nhìn thì nó trông như vậy, chứ còn nếu mà để mà nhìn thì mình thấy nó vẫn đảm bảo tầm nhìn cho mình, vẫn thoải mái, rộng cả góc trên góc dưới vẫn rộng mà. Chẳng qua là nếu mà thích đẹp thì chắc mai kia phải thay cả cái củ gương này luôn. Bởi vì là cái gương này nó làm cái bản nó mỏng nên là không làm xương vào được. Ok. Về Akala Thái Nguyên rồi em nhá. Anh em nào cần độ V3 thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá.